Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Me TV. Ok, hôm nay mình sẽ quay lại với chuyên mục Fridaybox. Mặc dù mình biết hôm nay không phải là Friday nữa rồi, tại vì mấy một tuần vừa rồi mình dành thời gian để relax bản thân rồi, kiểu enjoy các thứ hơi bị quá đà, nên là clip của mình nó đã bị đẩy xa. Nên là tuần này mình sẽ làm bù lại thật là nhiều cho các bạn để bù đắp những gì tuần vừa rồi mình bỏ lỡ nha. Thiệt hả? Thì hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi ta? Được gần một tuần từ sau chuyến đi Bangkok của mình đối với The Win Team rồi. Như đã hứa với những bạn ở video clip trước và những bạn ở trên Facebook có PM qua thì là: chị ơi, chị nhớ mua gì ở Bangkok nhớ đem về khoe tụi em nha. Bây giờ mình đã thủ sẵn một cái vali đồ, đựng đồ toàn là đồ mua. Tất cả những đồ mình mua ở Thái Lan đang ở đây luôn. Bây giờ mình sẽ mở cho mấy bạn luôn, cho mấy bạn biết là mình đã đi Bangkok và tiêu bao nhiêu tiền. Và có một số cái là mình đã lỡ quên mất cái giá tiền của nó. Mình chỉ nhớ mang máng thôi, nếu mà không chính xác 100% thì cũng đừng trách mình nha. Nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ nhớ kiểu sắp xỉ á. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ phải nói với mấy bạn là những bạn nào có thói quen coi Friday Box của mình và cầm máy tính tính á. Đợt này á, các bạn cứ cộng lại hết xong rồi nhớ nhân cho 750. Bởi vì mình lúc mà mình đổi tiền tệ ra tiền bạc Thái Lan á thì là phải nhân 750 mới là tiền mình, chỉ nhớ tiền của Thái Lan thôi. Nên đây tuần này không có dám bỏ cái hộp Friday Box bởi vì đồ này quá nhiều á. Mình chỉ đi cỡ 5 ngày mà mình đã mua quá trời đồ luôn. Đa số là những thứ linh tinh. Bây giờ mình mở cái gì đầu tiên ta? Thôi, mở chung gì mở đây. Làm gì mà chẳng thấy vừa. Đây là những cái hộp hương. Nói chung là những cái bịch mà đựng mấy cái lá cây mà nó ủ mùi hương á. Thì mùi này là mùi vani, mình mua về để ủ quần áo, trong tủ quần áo á. Cái này mình mua ở IKEA. Nên mà bạn nào chưa biết IKEA, chưa đi Thái bây giờ thì nó giống như là, mình cũng biết sao đâu, nó bán chuyên bán đồ nội thất. Nếu bạn nào có coi video clip ở trên Win Channel và cái clip mà mình gọi là Gaming House tương lai của The Win á, thì lúc đó mình đang ở trong IKEA á. Nhưng mà đối với mình vô chẩm như thiên đường vậy, mình chỉ muốn có một căn nhà giống như những cái thứ mà ở trong đó nó vẽ lên thôi. Thì nó cũng bán những cái lặt vặt như này. Mình mua cái này tại vì mình rất là thích cái mùi này. Thường mình thích những cái mùi nó ngọt mà nó dịu, chứ không có phải là cái mùi mà nó hơi người lớn á hả, là kiểu mà mùi nó hơi nồng nặc á, mình không thích. Mình mua tổng cộng là 4 bịch. Và mỗi bịch này mình nhớ không lầm là bao nhiêu ta? 47. Tủ nhà mình rất là nhiều, tủ ở Game House á, tủ quần áo của mình rất là nhiều nên mình mua mỗi cho mỗi ngăn tủ một bịch luôn. Xong, kèm theo đó là mình cũng mua tại IKEA luôn là cái cũng mùi hương đó mà là nến thơm. Cái nến thơm này là nhỏ nhỏ vậy, có thể dùng để đốt trong phòng á để cho nó có tỏa cái mùi thơm thơm ra. Với lại vừa để bỏ vô mấy cái ngăn tủ mà đựng đồ lót hay là đồ bơi á để cho nó thơm. Nến này nó giữ mùi lâu lắm. 2 năm trước mình đã đi Thái một lần, mình mua một cái nến to mùi này luôn mà mình để trong phòng, tới bây giờ nó vẫn còn thơm. Nên là mình rút kinh nghiệm mua loại nhỏ mà nhiều cái như thế này. Thì một bịch như thế này thì cỡ bao nhiêu ta? Mình nhớ không lầm là 100 bạc một bịch thì phải. Cỡ đó. Xong đây, đây là một cái đồng hồ mà mình rất là thích, mà nó đang giảm giá 90 bạc một cái đồng hồ này nữa. Và cái đồng hồ này mình thích á, tại vì nó đơn giản, nó màu trắng như vậy thôi. Đúng là cái kiểu mà mình muốn có trong phòng, nó phù hợp với cái cảnh quan trong phòng mình luôn. Tiếp theo là mình mua 3 cái hũ tinh dầu. Lần này mình xin có xin Uy được cái thùng, nói chung là cái thùng, cái hộp gì ta, bốc mùi sao à, không cái gì đó, nói chung là cái máy xúc tinh really nigga, cái máy xúc tinh dầu, nói chung là nó là cái máy sẽ nhỏ tinh dầu này vô rồi nó sẽ tỏa hương khắp phòng, nó sẽ thơm hơn cái nến hồi nãy lúc mình đốt lên nữa. Nên mình mua cũng là mùi vani luôn. Này mình mua ở chợ Chặt Chặt. 3 hũ như vậy thì là một bao nhiêu ta? 3 hũ như vậy hình như là 200 bạc á. 3 hũ thì nó sẽ tính giá khuyến mãi á, nên là hình như là 200 bạc á. Mình không nhớ nữa, ở chợ Chặt Chặt, nhưng mà cỡ đó cùng lắm là 300. Tiếp theo là mình mua một cái mền. Thì cái mền này là 160 bạc. Moshi. Nó cũng gần giống như Miniso hay là Mini Good hay là gì ở Việt Nam mình á. Nó bán mấy cái đồ đồng giá thì cái mền này giá 160 bạc. Nhưng mà nó dễ thương lắm, nó hình cái túi. Hey girl, a chuối kìa. Túi kìa. Well, a chuối kìa. Túi kìa. Mọi người ta không biết đâu nhé mà. Bảo đảm phút này editor sẽ bỏ bạn của Navi vô. Lỡ Navi vô hả? Cái mền thịt chuối dễ thương không? Cái mền này thì kiểu mền cầm đi du lịch thôi, nó không có quá bự. Mình thì mình dùng để ngồi stream. Chuối kia, chỗ đúng dễ thương đúng không? Banana. Tiếp theo là đồ ăn giặt. Hay mình mua ở trong 7-Eleven. Nó là 7-Eleven nhưng mà
mình thích gọi nó là xe quen này, nó quen tại vì mình qua Thái Lan, người Thái Lan toàn nói tiếng Anh theo kiểu đó không à. Vẫn tiếp tục kẹo dẻo giống như là đi hồi đi Hàn Quốc vậy. Đợt này mình đi với Navi với Caro là mấy người đó tán mình lại lắm rồi. Mình chỉ mua có vài bịch thôi. Đây, kẹo dẻo, Hannibal. Còn đây là bánh chuối. Bánh chuối nổi tiếng ở Thái Lan, không ai đi Thái Lan mà không mua cái này. Mà mình thì không thích ăn nhưng mà mình mua về để cho. Đây là kẹo chanh muối. Còn đây là một cái kẹo gì đó mà hình mini, nên là mình mua thử nhưng mà mình thấy nó rất là kỳ lạ. Để mình thử cho mọi người lên. Nó giống như là một cái tiếp kem răng vậy đó, nhưng mà nó là kẹo. Mình thử xem. Chưa bao giờ. Ngon lắm á, nó mùi dâu và hơi chua chua. Cái này Việt Nam có bán không ta? Lâu lâu mình hay mua mấy cái ấu trĩ giống như vậy á. Đây là hộp kẹo chanh closer các thứ. Thì tất cả cái đống này mình mua là 106 bạc. Mình là bị kìm hãm rồi á. Cái mình mua rất là nhiều nhưng mà mấy người kia không có cho mình mua. Kỳ cục. Tiếp theo, hai đôi bông tai của cái này là Nuju. Mình thấy bông tai nó treo khá là đẹp, mình mua hai loại này. Cặp này có giá là 450 bạc. Còn cặp nữa là giá là 750 bạc. Khá mắc đúng không? Thì hai cái là mình cộng lại hình như là hơn, mình mua hơn 1 triệu á. Hình cái băng á, nó chỉ đơn giản hình cái băng có đính đá một tí lên đây. Cặp bông tai này á, nó có điểm chung là mình muốn mua là tại vì mình muốn mua một cặp bông tai. Mình hơi bị dị ứng, gọi là dị ứng kim loại á, mấy cái đồ mà inox kim dởm á hay là bạc dởm á, mình đeo là hay bị dị ứng á, với lại ngứa rồi ghẻ lở các thứ. Nên là mình không có đeo được đồ giả. Thì mình thấy cái này người ta kêu là đồ xịn rồi, mình đeo thử thì nó cũng không có bị nổi mẩn xíu nào hết. Mình mua, lý do mình mua hai cái cặp đơn giản như vậy tại vì mình thích đeo bông tai kiểu đơn giản và nó phải kiểu là bông tai tròn á, là cặp gì nè. Tại vì cái giấy tai của mình á, nếu mà mọi người nhìn kỹ á, nó sẽ hơi dày, đeo đỡ bị tụt hơn. Tiếp theo là mỹ phẩm nha. Mỹ phẩm thì đợt này mình, tại vì trước khi đi mình đã mua một đống rồi nên là mình qua đây mình chỉ mua thử mấy cái mỹ phẩm của Thái Lan thôi. Nhưng mà vẫn bị thu hút bởi mỹ phẩm Hàn Quốc một tí, là mua hai cái của Holika, một hộp phấn mắt và một cái cây son. Theo mình thấy như là Nabi giới thiệu là kiểu nó là son dưỡng mà có màu á. Đây là cái nhãn hàng mà của Momoland, Nancy, các thứ quảng bá, nên là mình cũng thử tại vì Nabi nó có xài rồi và nó nói là cũng ok lắm nên mình mua thử. Đây là một đống sản phẩm của hiệu Catidol. Cái hiệu này thì nếu bạn nào mà chuyên dùng sản mỹ phẩm của Thái Lan, mình nghĩ là mấy bạn đều biết. Mình thấy cái biệt hiệu này rất là có tiếng ở Thái Lan luôn. Có hai cái mặt nạ thì của Milate nè, cái mặt nạ trứng. Mình thấy nó lạ quá nên mình mua về mình xài thử, nó là nguyên một trái trứng luôn nè. Nó dễ thương quá nên mua. Còn đây là ba cái dòng sản phẩm của Catidol. Chân mày xăm nè, son xăm nè, rồi cái một cái son tin màu cam. Mà mình thấy cái vỏ là hình cái kẹo nên mình thấy dễ thương quá mình mua luôn. Mình bị ghiền mấy cái kiểu mà dễ thương á, cái mỹ phẩm mà kiểu mẫu mã dễ thương nên mình cứ mua thôi. Hết cái đống mỹ phẩm này á là mình mua khoảng 1.500 bạc bao nhiêu đây, coi như là cũng chơi 1 triệu, cũng khá là tốn tiền. Mặc dù là mình đã lựa những cái sản phẩm rẻ của Thái Lan, chứ chắc là ngốn tiền là tại hai cái Holika của Hàn Quốc nè. Nếu bạn nào muốn mình review mấy cái sản phẩm mỹ phẩm mà mình mua ở Thái Lan này á, comment ở bên dưới đề nghị mình nha, để mình làm một clip riêng về cái review này. Tại vì mình mua đồ rất là nhiều trong cái clip này nên mình sợ là không có đủ thời lượng, thời gian để review. Nếu review cái đống này thì không thể nào mà cho các bạn biết được đống đồ còn lại mình mua là gì hết. Giá cũng không mắc đâu. Hai cái đồ của Holika mới mắc cỡ 400 mấy 500 ngàn á. Của Việt Nam á, còn mấy cái này á thì cỡ 70 ngàn, 100 ngàn, 150 là cùng. Ok, tiếp theo là mình sẽ đến với đây là một đống quần áo mình mua ở bên Thái Lan luôn. Mình thì không có giống Nabi. Nabi thì chuyên đi mua đồ hiệu, còn mình thì thấy đồ đẹp mình mua thôi. Và đẹp mà rẻ nữa thì càng muốn mua. Nên đa số đồ của mình không phải mua ở trong những nhãn hàng luxury, mà mình mua ở chợ đêm này, rồi mua ở chợ chặt tập trà, rồi mua ở mấy cái shop nhỏ nhỏ. Có hai cái món mắc nhất mình để nói sau. Đây là một cái quần boxer. Nghe nói là cái quần dạng boxer như thế này nó đang hot trở lại, trend again ấy. Thì cái quần mà đang hot trở lại thì nó đơn giản hơn quần này nhiều, nhưng mà tại vì hồi xưa giờ mình đi Thái mình thích cái kiểu quần boxer như thế này, là nó khá men mà nó cũng khá lạ nữa, nên mình mua thử nguyên một cái boxer như thế này luôn. Bà này boxer không phải là boxer mặc lót của con trai nha, mà là quần boxer này là quần của mấy cái tuyển thủ boxing Thái Lan á, đánh box á, của Thái Lan á, mấy ông đánh box gì đó đó của Thái Lan á, chứ tôi không đi tôi đấy quần lót con trai tôi mặc ra được đâu nha mấy ba. Cái dạng Thái boxing nữa có đi luôn nè, mấy cái quần mà của đấu quyền Thái á, nhìn đẹp mà đúng không, tôi muốn mặc
kiểu đi tập nhảy hay đi tập thể dục hay là đi tập gym các thứ, rồi có thể mặc phối với áo crop top ôm này nọ. Cái quần này tôi mua với giá là 295 bạc ở chợ Chặt Thục Chặt nha. Chợ Chặt Thục Chặt bán nhiều lắm, nhưng mà mình đi vô một cái góc nhỏ, tại vì đa số mình thấy cái quần này bán ở góc ngoài của chợ Chặt Thục Chặt là cỡ 300 đến 350 bạc. Nhưng mà mình kiếm được cái shop nó nhỏ hơn, có một cái cô đó bán ở trong góc nhỏ thì bán chỉ có giá 295 thôi, nên mình thấy là giá rẻ thì cứ ôm thôi. Tiếp theo là một cái quần mình mua ở chợ đêm, nói chung là kiểu quần thể thao hơi mang hơi hướng nhái Adidas, nhưng mà may sao là nó không có để logo. Mình thích màu vàng nên mình mua một cái quần dài màu vàng, mình muốn mua lâu lắm rồi. Qua đây thì mình thấy cái quần này nó form nó ok và cái vải nó cũng ok, vừa ý mình, chứ ở ngoài chợ bán mấy cái quần nhái như vậy cái vải nó không có được như ý mình muốn. Thì cái quần này mình mua với giá là 290 bạc, 290 bạc, gần 300 bạc á. Phong nó mặc luôn ok lắm. Tiếp theo cũng là chung một cái shop luôn, là mình mua ở chợ đêm Trenai Market á. Thì đây, quần giả Burberry, nói chung là mình mặc đồ nhái hơi nhiều nhưng mà thấy nó đẹp mà, mặc lên cũng đẹp nữa. Cái quần này mình có lấy ra để mình mặc hôm đi IKEA, mình phối với áo trắng rất là xinh. Thì quần này mình mua với giá là 300 bạc, rẻ mà đúng không. Ở Việt Nam trước khi đi Thái Lan mình có thấy một shop bán cái quần như vậy luôn, y chang vải y chang luôn, ở trong quận nhất luôn, bán với giá 450 ngàn, nhưng mình đi qua Thái Lan mình chỉ mua giá 300 bạc thôi. Đấy, thì hai cái quần xong. Ở Nitrend mình lại mua thêm được một cái váy. Cái dạng váy này thì các bạn thấy rất là nhiều rồi đúng không? Tại sao mình không mua ở Việt Nam mình mua ở Thái Lan? Tại vì mình mua 2-3 cái ở Việt Nam rồi mà. Follow fanpage của mình nha, là www.facebook.com/queenmail.official. Tại vì dạo gần đây mình sẽ bắt đầu livestream chơi game trên fanpage Facebook. Nếu các bạn follow fanpage Facebook của mình thì sẽ có cơ hội được trò chuyện trực tiếp và xem mình chơi game đó, nếu các bạn có nhà hứng nha. Còn nếu không cũng hãy follow và like mình đi. Cảm ơn các bạn.